Nước khoáng Thạch Bích hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Ủa sao xa quá vậy? Chưa, kéo em vô chưa tới. kéo vô Lâm ơi. Để em. Kéo em vô chưa tới. Ông ơi. Rồi. Chị ông đâu. Chị bay đi đâu. Sao mà ôm xà nẻo vậy? Bye. Hoa của ta. Ủa? Kéo lên chưa? Kéo ta lên. Được chưa? Chưa có bông. Ê! Chưa có bông. Yeah. Dũng sĩ giết ông. Đội đâu chơi trước, đội chơi sau. Dạ, mình xù xì đi. Em ra cái gì? Em ra cái búa. Rồi, 1, 2, 3. Chết. Anh hay không hiểu? Hay quá trời. Đỡ lên cái hiểu. Chán. Chán thì dừng, mập mờ thôi thì đừng. Rồi, các bạn lưu ý nha. Trò chơi này sẽ quyết định coi là tối nay ai ăn ngon và ai nhịn đói. Yeah. Trời ơi, miếng cơm ăn cá. Ủa chứ là hồi sáng giờ quá trình là mình không tính luôn hả? Không tính. Khúc nào tính khúc đó thôi. Dù nghĩa. Kết quả gì vậy? Thế cần cho làm gì? Đúng rồi. Thời gian dành cho đội học vấn. 3, 2, 1, bắt đầu. Mẹ đi. Đúng rồi. Dạ, nhìn qua quá đi, em đang vô thế rồi. Đừng có tạo ra tiếng động. Không phải, thông cảm. Người mẹ dày quá.
lên 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 đi đâu nè, lên 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 đi sao nữa, chuối là văng xuống luôn á. Chuối nào, chuối đường hồi nãy đi, hồi nãy nó được không, dịnh giữ nhau được không, giữ cũng té nữa tôi thiệt. Rồi ui trời, lo nhất hiểu. Ê cái game này sao giống đi ăn trộm vuông tôm. Sao giống đi ăn trộm vuông tôm. Ê, 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 ê. Không sao, từ từ hiểu, từ từ hiểu, từng người một, từng người một. Từng người một nha. Từng người một. Cái này cảm giác đi sao đẹp hơn anh ơi. Nha. Qua rồi nha, từng người một, từng người một, cứ từng người một thôi. Rồi đổi, đổi nha. Mình không cần phải gấp. Cái nha, được không? Nhìn thoải mái, nhìn thoải mái. Rồi, 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 rồi. Cái bụng mẹ bự. Thôi, cái bụng đây rồi, ừ. Đúng rồi. Đó, 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 đó. Đó, 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 đó. Cái cầu này ok mà, cái cầu này ok mà. Thôi thôi. Ê, 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 ê. Từ từ, từ từ. Hai cái đứa này. Em đi vô đi. Khó, đoạn này khó. Em đi vô đi. Rồi, rồi, rồi. Quỳ ơi, thẳng chân ra Quỳ. Rồi, hiểu thì hai luôn. Ai giữ Quy, ai giữ Quy, ai giữ Quy, ai giữ Quy. Rồi, 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 ok. Rồi. Ok, ok. Chú này sao? Chắc đi sao đi? Chú dướng cái bụng rồi, thôi đi. Con cua này gặt nhiều quá. Con cua này gặt nhiều quá. Ghê vậy? Trời ơi. Ê, ê, ê. Trời ơi. Ê, ê, ê. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Lên lên lại, thời gian, thời gian, thời gian. Hồ Kinh Trong thấy không, người ta có thể dục thể thao. Từ từ, để đó, đừng để tự đạp chứ người ta. Coi chừng nha anh Giang. Trời ơi, bây giờ, ấy từ từ, bây giờ cái chân dính thình rồi khó lắm. Cồng kềnh quá. Cồng kềnh. Trời ơi, chui qua đầu ông Giang luôn. Trời ơi, chui qua đầu đàn anh là coi như hết cả sự nghiệp. Đây hình ảnh sống sau, xô sống trước. Con cua gì mà đi bánh cái càng vậy? Ủa? Ủa? Trời ủa? Ơi. Ủa? Vậy vậy? Ủa? Ủa? Ê, cua này đi kỳ vậy? Là bò rồi, kỳ vậy? Ủa đi ngang mà chạy đi ngang gì kỳ vậy? Trời ơi, cơ hội kìa. Trời ơi. Ê, sao mà nó. Ôi. Rồi, rồi. Rồi, đến là mẹ. Rồi, rồi. Cái gì vậy Quy? Đừng có cười. Cái này cười là không tập trung được đó. Rồi, bình tĩnh. Cho lại. Ủa sao lại tập giống cái kia luôn. Con bất trụ, con bất trụ. Anh Quy ngồi xuống đi cho anh Giang bước qua. Trời ơi, vậy kia vậy, bước ngang mà. Ừ. Nếu như tí nữa tụi em chơi vậy luôn á. Đúng rồi. Chứ chắc tụi em không chơi vậy lắm à. Thì cua là phải ngang mà, ngang như cua thôi. Đúng rồi. Ủa, kẹt rồi. Chơi dịnh nha, dịnh nha. Ê, dịnh nha. Ở bên đây an toàn hả? Rồi, chủ trước. Anh làm phía trước hả? Hãy cứ sống thế đi, ta cứ mãi ước mơ, ta cứ luôn mong chờ điều tuyệt vời nhé em. Cầm tay nhau mãi bước đi, sẽ cứ thế mỉm cười, ta sẽ quên đi bao nhiêu tình yêu tan vỡ như là giấc mơ. Đó rồi, gieo mình luôn đi. Đó rồi, gieo mình luôn đi. Thôi anh lùi lại đi, anh lùi lại đi, trả đi, trả đi. Trả, 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 rồi, 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 rồi. Xuống nhà, xuống nhà cái. Ủa sao nó nghiêng vậy ta? Nghiêng, nghiêng, nghiêng coi dao. Nghiêng như mái chèo, dưới bóng cây ngô đồng. Có hai người ở trên, có hai người ở nhau. Đó, bên đây là em ái đó. Rồi. Ê, cái bước đó dễ quá hả? Ai mà chân dài là bước ra cái một à. Cho con gánh mẹ một lần. Cả đời mẹ đã tạo tần gánh con. Tạo tần gánh con. Đúng rồi, cười đó. Cua này chân ngắn quá, bước đâu có qua được cái lưng của người ta. Để coi xíu mấy anh chơi làm sao. Để coi xíu mấy anh chơi làm sao. Ôi. Ok. Rồi, em qua đây mà mẹ già dẫn đầu nguyên đàn con về. Rồi, bây đó. Giờ mà cặp tay nhau về mới cặp khó nè. Khúc này là không có gì khó để chơi hết. Ê, ê, ê.
từ từ má, 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 má. Mẹ già la lanh chanh lắm. Mẹ ơi, mẹ ơi, nhanh quá mẹ ơi. Mẹ ơi, nhanh quá, tốc độ cao vậy. Rồi, thành công. Yeah. Cẩn thận nha không? Cái này mà nó đang ok đó, té này là nhiễm trùng là mai là tháo luôn cái môi dưới ra đó. Trời đất ơi. Anh không nói em mới không lo á. Quên ra này bỏ rơi nó nữa. Quên. Chắc như là em nhỏ không được thấy em thì sao á. Cái thằng cộng này. Khách mời vô phụ ai mà ngờ khách mời vô gánh nặng. Bây giờ là thời gian dành cho đội đất mũi. 3, 2, 1, bắt đầu. Cái môi sức mà kinh lô đi trước. Cái gì đó cũng vậy à, bệnh chịu thương ai trước, anh đi, anh đi. Có lẽ là người ta tự tin lắm ở miệng anh á. Trời ơi. Ê, trời, anh đừng chửi em mà anh đi. Anh ơi, anh có lùi anh sao xíu. Ủa sao mà lùi gì nữa. Đi qua đi. Ôi, từ từ luồn cuối đi. Ê đừng, anh đừng có đụng em. Sao vậy? Tự em đi đi, đừng có đụng gì nhau hết á. Nè em vô khe nè. Giữ anh. Vô nha, giữ nha. Phụ anh em ơi. Phụ nha. Nhẹ nha. Em nói dữ lắm mà. Dễ mà, dễ. Cái này dễ mà. Nãy nói dữ lắm mà. Từ từ. Không tiểu bẩm. Không tiểu bẩm. Bình tĩnh. Không tiểu bẩm. Bình tĩnh, không có tiểu bẩm gì hả? Em. Em. Im lặng. Trời ơi, em sợ cái cậu này. Anh bình tĩnh nè. Anh bình tĩnh nè. Anh. Rồi nè. Bình tĩnh. Dùng thân thủ nè. Từ từ. Anh phải vĩnh lên, em mà chung ra sao. Có gì đâu. Nó giữ anh nè. Wow. Ủa sao có con dễ chàng đây vậy? Không có nha, không phải là lỗi tụi tôi. Bác ơi, em khỏe không? Trời luôn. Chơi luôn, chấm luôn, chơi luôn em, kệ đi em ơi. Ngồi xuống. Em là chiến thuật ngồi. Ok. Đó. Sao mà nó khoái chơi lên đầu trên cổ, đàn anh là cái con cua này đó. Ủa sao nó nút lắc vậy? Ê, anh né gần á, chỗ này không có đủ chỗ. Xích nó một chút xíu, chạy chạy đi. Chỗ này một chút xíu, chạy chạy đi. Hồn hơn chờ Cà Mau luôn á. Em ơi. Ơi. Trời ơi, em ơi. Cái bầu lưng anh bự quá, bước qua không vừa. Em ơi. Anh ơi! Em ơi! Trời ơi! Em ơi! Lên đây diễn nè, lên đây rồi mới diễn được. Diễn gì chỗ này nữa? Ờ vậy à? Rồi sau lên. Đi qua bên đây tôi cứu. Cái con này thiệt luôn á. Đi qua đây nè. Bởi biết nấu lẩu rồi. Con này vô dụng ghê. Cái dai. Trời ơi, cái dai nữa. Cái dai nữa. Đã là cua mà đặt hở dai nữa. Em cứu dưới em đội lên. Mai mốt ta yếu quá, ba nghĩ mà lội khỏi vàng cáp đi bớt phiền. Giờ sao lên nè. Ủa hồi nãy chê không cho chơi kiểu này mà. Cuối cùng cũng phải chơi thôi. Trời ơi. Nhịp nhàng đồ vô. Thì cũng ném một lần ném bọc. Qua lẹ đi. Qua đi. Lẹ đi bớt nói lại. Thấy anh đó. Thấy anh đó. Đi lên. Ủa đi lên. Hay á. Cảm giác chân chu nha. Em ơi, bớt nhũng lại. Em ơi, bớt nhũng lại. Đau, đau, phải. Được bớt nhũng lại. Em bị sản hay gì vậy? Thấy không? Anh thấy cái lưng anh bự không? Ừ, cái lưng bự là quá. Cắn liền luôn á. Ai ơi, ai, anh dở cái càng tôi luôn. Trời ơi. Rồi, khúc này dễ rồi. Giống chiều nãy, anh nhớ không? Không, anh, dễ anh, em, đứng... em buông đây, em im lặng. Ừ, nè, nè, rất là đơn giản đúng không? Quay qua. Đúng rồi. Ok chưa? Quay qua. Ok chưa? Sao anh xách cái em lên? Rồi qua luôn. Ê, lặt dễ nha anh em, mình làm chiêu được á. Đúng rồi. Hả? Sáng ghê đó.
Nó có nhanh nhẹn chứ có cái gì đâu mà rồi. À, cái gì? Con nâu tì. Ta đã học ngu rồi. Rồi, thế em. Anh. Hả? Anh đổ người vào trước chút xíu. Đây, 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 đây. Đó. Vô gà đó. Đó, ờ đúng rồi. Đó. Ê, trơn nha, trơn nha. Rồi, ba cái quỷ này ở dưới quê nè. Đó nè, nè, nhẹ nhàng nè. Sao trơn vậy? Đó, nhẹ nhàng. Ủa, đứng gì mà lấn chiếm lòng đầy đường vậy? Không được, đi đi đường sau đi. Được, nè đen lên chưa, nghe thôi. Nè, im lặng, thả trôi thôi. Nè, im lặng, thả trôi thôi. Thả trôi hả? Thấy không, nhẹ nhàng thấy không? Hay quá vậy trời. Đơn giản thôi. Chúng tôi có một cua đúng, lực sĩ. Đúng rồi. Rồi sao vậy, muốn đi lòn lọt khe hay là anh qua đầu tôi? Em chuyển phát nhanh cho anh đi. Ok, là bứng bứng ép đúng không? Nổi không? À, thấy không? Qua nào, 1, 2, 3, tà 4, 2, 3, tà 4. Ok, vô không? Rồi, vô rồi. Sao nè, nhẹ nhàng thôi. Cứ im lặng nè. Nè, nhẹ nhàng thôi. Thả cái đầu ra. Em ơi. Anh ơi. Ok, ổn. Ok, rồi vậy nè. Rồi. Rồi đi về. Chiều nay em nuôi con cá về cho má nấu canh chùa. Ôi cái con cua. Đừng la 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 tụi xuống nè. Đừng la 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 tụi xuống nè. Ê, kìa con cua. Ủa? Lên liền. Cố lên. Tao. Rồi. Được. Lẹ lắm ơi. Nhanh lên. Sai vị trí rồi kìa. Sai vị trí, sai. Sai vị trí, giờ đây. Trời ơi. Mới cứu lên mà. Sao không lên được? Lâm ơi. Yếu yếu á, ở nhà nghỉ cho rồi. Để cho nó kẻ nó lên. Nãy giờ anh té 4 lần rồi đó. Ủa sao cái thế kỳ vậy? Đội cái đầu tấm giả lên. Đội lên, đội số lên ơi. Cán đi, còn xíu nữa về tới nơi rồi. Ủa còn gì vậy? Tua ngâm tương hay gì? Chiều nay em đi câu cá về cho má nấu canh chùa. Chiều nay em đi câu cá về cho má nấu canh chùa. Ôi cái con cua. Đừng la lớn nó chui xuống hàng. Đừng la lớn nó chui xuống hàng. Xong. Hai đội có kết quả như sau. Một đội là 9 phút 59 giây và một đội là 11 phút 18 giây. Vậy đội nào là đội thắng ạ? Đội nào nhiều tiếng cười hơn là đội đó thắng. Đội thắng là đội. Đội thắng là đội học vấn. Ủa trời ơi, chết tôi rồi. Quá đơn giản. Thua rồi. Tuy là đội của tụi em thua nhưng mà tụi em chơi vì cộng đồng. Đúng. Vì khán giả. Đúng. Mang đến giải trí và giá trị tiếng cười. Đúng, tiếng cười, cười nữa nè. Đó, cười nè. Đó, cười nè. Đó, cười. Yeah. Và đây là chương trình Hai ngày một đêm tự do, tự lo. Yeah. Một bắt đầu. Rồi kéo kéo giữ anh lại. Kéo.
Đây, đây. Ủa cái gì vậy? Ơ giữ anh lại. Ủa sao xa quá vậy? Kêu, kêu em vô. Kêu em vô, em chưa tới. Kéo vô Lâm ơi. Để em. Kêu em vô. Kêu em vô, em chưa tới. Ông ơi. Rồi. Chị ông đâu. Chị bay đi đâu. Sao mà ôm xà nẻo vậy? Bye. Hoa của ta. Ủa? Kéo lên chưa? Kéo ta lên. Được chưa? Ê! Chưa có bông. Ê! Chưa có bông. Rồi. Yeah. Dũng sĩ Việt ông. Rồi, kéo về. Yeah. Ủa? Anh Giang kéo lên nha. Kéo về. Kì Minh Tuấn chơi móc vô cái cây rồi ai mà kéo nổi. Rồi, kéo về. Ủa? Kéo em ra. Sắp rồi, em sắp ra tới nơi rồi. Ây da, trời ơi, kéo gì mà dữ vậy? Anh Giang kéo miếng ngựa. Trời, Kiều Minh Tuấn đứng ra cái dây luôn rồi sao trời? Từ, ta đang làm nhụy ở đây. Kẹt rồi. Anh Giang kéo đi. Rồi lấy về. Rồi, hết giờ lục trời ơi. Trời ơi, không ai kéo em ra hết. Kéo ra là bên kia. Bên anh kéo ra vô. Thì anh kéo vô rồi bạn không chịu kéo ra. Anh chưa kéo Hiếu vô sao em ra được? Đúng rồi, em chưa có ra tới nơi. Anh kéo Hiếu vô rồi. Không lấy được bông, chưa lấy được bông. Một. Hai. 3, 4. Trời ơi, thua năm, đâu rồi. Năm đâu ra? Bốn à, ok. Mình được nhiêu à Hiếu? Bên đây được... Một, hai. Rồi, hai. Ba, hai, một, bắt đầu. Rồi. Đúng rồi. Kéo về. Bye. Rồi.
Bên kia kêu ra, kêu ra. Trời ơi. Hay quá. Ta là chiến siêu đây. Ta là chiến siêu đây. Ta là chiến siêu đây. Ủa, có gì vậy? Ủa, cái đâu vậy? Hey, 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 kéo kéo đi thôi, kéo đi. Hey, hey, yo yo. Rồi, yeah 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 yeah. Yo, yo. Trời ơi, biết rồi. Nó nói em giữ lại đây, anh giữ lại hắn quá nè. Mày giống hả? À. Ê, từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Ê, từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Chết rồi. Nhường, nhường cái hả? Nhường cái hả? Kéo đi. Tao tao bị tốn phá nè. Mày phá nè, mày giờ tụi mày phá cho không à. Không ai kéo tôi. Kéo tôi đi cho tôi ba vô đi. Không ai kéo tôi. Kéo tôi đi cho tôi ba vô đi. Nó sẽ nổ. Nó sẽ nổ các em ơi. Ê. Cái tên kia. Nè nè, ta cho tiền, ta cho tiền. Cái tên kia. Nè nè, ta cho tiền, ta cho tiền. Ủa tiền hả? Ta cho tiền, đừng lấy. Cho tiền đó. Go! Quá nhiều ơi. Ơi. Go! Quá nhiều ơi. Hay quá. Go go go. Ta không cho mình dài nữa. Ta không cho mình dài nữa. Kéo về anh ơi. Ôi, ôi, bị đánh rồi. À, ủa. Tao về được chưa? Kéo về. Hết giờ. Ủa, nè em nhớ nhiều lắm mà ta. Có đâu, anh ảo giác rồi, sáng nắng rồi. Còn thiếu nó dục hết rồi. Ở dưới sông nè. Nè, một chùm dưới sông nè. Đó, nhắc luôn kìa. Thấy chưa, quăng xuống chi gửi giờ phải mò kim đáy bể. Đó, có nhiêu đây rồi mà. Còn có đâu, có mấy cái đó. Hết rồi. Đây, đem đếm cho. Thôi, một nè. Bên kia nhiều bỏ rào vậy. Hai, ba bỏ nha các con. Hai con em. Bỏ, ý là đang quá thân. Hai đang quá thân. Năm bữa trời ơi, bữa nay mẹ bầm mình bầm bảy mua được năm bữa rau về cho tụi con ăn nha. Con hả? Con kìa, rớt xuống lấy đi. Để tay cho. Có cái tay thì gãi mà con hay đưa tay xuống không? Trời ơi. Sao? Còn không? Cái đó là chung một cành rồi tách ra đó. Đúng rồi. Không có. Hết rồi. Trời ơi, nhà mình bên đây cũng năng suất lắm mà. Một nè. Công nhận. Hai nè. Ở đây. Ba. Rồi, công nhận. Bốn. Cái đó hai cạnh, cái đó hai cạnh. Bốn năm. Hết. Ủa, hết vậy? Trời ơi, anh có được ra đâu. Bên đây toàn kéo ấy không à, cùi bắp mà, bởi vì con kiến bắp mà. Loài gì? Tôi là ông. Bạn là ông gì? Ông Cao Thắng. Ông Cao Thắng. Trời ơi. Vui quá trời, vui quá trời. Bạn là loài gì vậy? Mình cũng là loài ông. Bạn là ông gì? Mình là ông nội của bạn đó. Mình là ông nội của bạn đó. Trời ơi, trời. Chơi. Chơi. Lên. Chạy cú. Chạy cú. Lên đi. Đúng rồi, lên. Ra nữa. Ba giây. Trời ơi.
ơi. Ủa chưa vào 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 trời ơi như kiếm hiệp vậy đi trời ơi như kiếm hiệp vậy đi kéo lại đi 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 hay quá chế phụ em luôn đúng rồi đúng rồi. Ủa sao anh kéo cái dây anh kéo lộn dây rồi anh kéo lộn dây rồi anh Tuấn ơi kéo đi. Lên đi đi con ong này. Ủa trời ơi ăn cơm chưa? Vô. Cứu mẹ rồi. Ăn cơm chưa? Vô. Cứu mẹ rồi. Rồi đi. Ơi lại lộn vô đậu rồi. Lại lộn vô đậu rồi. À, chào các bạn. Ngày hôm nay mời mọi người cùng đi xem vlog một ngày làm ăn của ông nha. Hello, xin chào mọi người. Hiện tại mình đang bị ở đây và đợi cứu nạn cứu hộ ra để giúp mình chứ giờ mình thở không nổi. Trời bay ra bay ra phát ơi bay ra sáu nhanh phát ơi ra bốn kéo lên quay ba hai a ra cửa a ra cửa a ra ba hai đếm hai anh em ơi, đếm hai nha, đếm hai nè. Một hai. Ủa điên là phải đưa vô chứ. Cạnh nè, ba bốn bốn năm năm bông. Không, nói chung là cái rau này là đội mình rất là năng suất, rất nhịp nhàng luôn. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín ba vào. Yeah, ban đầu em tưởng em chỉ kêu không có kinh trong nước ba. Anh làm gì nó mới làm cho người ta mất sức ta kéo anh. Ủa vậy hả? Ừ anh dùng vàng làm cho cái dây nó bị dùng vàng đây không kéo được. Trời ba ơi. Người kéo em không nổi đó anh, kéo phụ không nổi đó. Đúng rồi. Trời. Anh muốn chơi thắng thua là anh muốn chơi gọi là để tiếng cười. Anh muốn lấy tiếng cười, em nhường tôi là khán giả cười rần trời. Vậy chơi thắng thua. Ủa, vậy? Tôi khô máu vậy. Ê, à, ủa đội mình đâu? Tôi khô máu vậy. Ê, à, ủa đội mình đâu? Ê, kêu, kêu, Rít ơi. Rồi về. Về hết, về hết. Lên. Rồi Quyên đạp đi trước đây. Ủa kéo con ơi. Có sao vậy? Có sao không? Có sao không? Cái gì vậy? Trời ơi. Rồi nè. Ra. Ra ra ra. Phát phát ra phát. Về. Rồi về 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 về. Rồi về 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 về. Về 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 về. Không thấy được. Rồi phát ra phát. Phát kéo phát. Kéo Quyên cái mẹ về luôn. Dục lên luôn. Hay quá. Chưa. Hay quá. Chưa. Dạ. Hãy cho anh về với mẹ đi. Rồi. Vô. Lâm ơi. Kéo Quy gì? Rồi về. Trời về, ơi. Kệ cũng được. Về. Về nữa. Về nữa. Em đang ăn. Anh đi.
Chú ơi, đi qua phải chú ơi. Tôi kể anh nghe. Phía em bên lúc gia tình xưa. Tôi ngày ấy đang yên vui bỗng một ngày, sao anh đẩy tôi ra xa? Tại vì tôi muốn heo à. Tôi muốn hoa cho nên tôi đẩy em ra xa. Hey, cha. Cố lên. Cha. Cố lên. Cha. Bảy. Làm đứng ra đi Quy ơi. Chưa chơi. Kêu. Kêu lại Lập. Kêu lại Lập. Kéo anh đi. Rồi. Vâng, vâng, vâng. Kéo anh đi. Rồi. Vâng, vâng, vâng. Kéo anh đi. Rồi. Vâng, vâng, vâng. Kéo anh đi. Vâng. Kéo anh. Trời ơi, anh Tuấn ơi. Trời ơi, cái đó là cái mình thua luôn đó. Dạ, bên em xin mạng phép tổng kết ạ. 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6 7 8 7 bó bó mà. Chốt đơn 7 bó. 7 bó mà, xuất sắc. Chưa chán đâu, để coi nè. 2 Ờ, ăn gian ha, ăn gian đó. Ờ, cái bông không, anh gian tính luôn. 3 2 2 3 4 này rớt bông kìa. Rồi, chứ trên rớt bông nữa. Cái này đâu? Em đồng ý nha, dơ thiệt. Ừ, dơ. Đội em thấy dơ luôn á. Em thấy sao? 5 Người ta gọi anh gian á, đọc chạy chạy thành ăn gian á. 6 Đem kiến rồi này, giấu mắt lâu lìa lâu lìa đó. 7 8 bông rồi. 8 9 8 rồi. 8 Vậy là mình thắng rồi. Vậy là thắng rồi. Ủa chị, là sự đổ máu của em là vô nghĩa sao? Là đội anh thắng, em ở đội nào? Qua đây không? Mình qua anh kia. Đội cứu thương rồi. Mình Lập là hồi nãy là bị cái dây á, nó cứa qua mà Lập né không kịp, cho nên nó bị xước cái da. Không, lúc kéo về á, cái cây gỗ á, nó quăng một cái thẳng. Có sao không? Có sao không? Có sao không? Cái gì vậy? Trời ơi, nó vụt. À. Có chạy máu không vậy? Có chạy máu không vậy? Ra. Ra, ra, ra. Được chưa? Hiếu tự xử đi Hiếu ơi. Để em, để em. Mà Lập không có la lên. Tại vì la lên là sợ mọi người dừng lại thì nó không có chơi được nữa. Cho nên Lập là cố hy sinh vì chương trình. Bị ngừng cuộc chơi thì khán giả sẽ bị mất cái mút vui. Nên Lập cố gắng vỗ tay cho Quỳnh Lập, mọi người toàn đoàn vỗ tay luôn. Quỳnh Lập, Quỳnh Lập, Quỳnh Lập, Quỳnh Lập. Rồi như vậy đội thắng ở đây, các bạn sẽ có được những món ăn làm từ ong. Trời ơi. Dạ rồi, bên đó ăn ong, bên em ăn dép tổ ong được rồi. Không sao, bởi vì trò chơi sau phần thưởng của chúng ta sẽ là cua. Wow. Yeah, đi thôi. Thêm, tại vì thiếu hai người mình sẽ chơi thêm. Đã tuổi già sức yếu mà còn chơi thêm nữa. Đúng vậy. Nhưng mà hai người kia đâu mất tiêu luôn rồi. Ủa sao rồi họ có được chơi gì? Hỏi là nhưng mà bạn tụi em đâu rồi? Nhưng mà thiếu họ cảm thấy vui không? Vui. Vậy thì kệ họ. Kệ họ nha, loại khỏi chương trình đi. Nói chung là tôi cũng chia sẻ với các bạn luôn. Thực ra đồng đội của các bạn thì cũng ở lòng vòng đây thôi. Các bạn có nhìn thấy cái đảo ở phía xa kia không ạ? Thấy chưa? Trời ơi. Thấy em nói là bị đưa ra đảo mà. Ở đó được gọi là cù lao mái nhà. Và đồng đội các bạn sẽ phải mưu sinh ở bên đó. Trời ơi. Vậy thì lát mình ra chỉ còn lại cái nấm. Nấm xôi phải làm xôi cho mình chứ. Đúng rồi, đói. Bây giờ tôi mời hai đội cử ra cặp chơi đầu tiên đi ạ. Xin mời hai cặp đầu tiên vô giữa và tự bỏ bóng vào. Thôi để cho chúng tôi tự làm đi. Để đi các em ơi. Khỏi nhiều quá đấy tụt quần. Tụt thì thôi chị ao khỏi chương trình đi. Tụt thì thôi chị ao khỏi chương trình đi. Chị thì chị bằng ra, tôi cũng dắt mấy bước bằng ra kia. Em một hồi mà mất chị là chị bớt lên chết luôn á. Là làm nó nghe nè. Sao ai dồn giùm em hai cái đích ngoài sao ơi. Dồn giùm em hai cái đích ngoài sao chứ. Để nó bị ngoài sao lép quá nè. Ủa đít cứng ngắc luôn rồi. Thì đúng rồi nè, hỏng ở đây nè. Tuột mấy hơi sao tuột. Ê tuột quá à. Vậy vậy. Trời ơi. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Xong. 3, 2, 1, bắt đầu. Ừ.
Đủ quá. Giống Kiều Minh Tuấn ơi, để em thử. Cái gì để anh? Kiều Minh Tuấn. Nhào vô đi. Đủ rồi. Người ta còn có hai con Jennifer nữa, cồng kềnh lắm. Cồng kềnh lắm. Bóp liền đi. Vô, anh vô. Vô, vô, vô vậy. Vô tay, tay, tay nào tay chạy. Tay này, tay gì, tay gì. Trời ơi, treo tôi. Trời ơi. Trời ơi, treo tôi. Trời ơi, anh Lâm ơi. Kéo ra, kéo hồi lên. Anh Lâm ơi, nhìn anh sầu sề quá. Kéo đi sao lên tôi ơi. Tâm trang lại đi. Đắp lá cà đi tôi ơi. Đắp lá cà đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Tới đúng rồi. Tới đúng rồi. Dữ vậy. Tới đâu tôi. Lâm xong kìa. Đủ tốn kìa. Lâm xong tốn kìa. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Để tôi ngừng thôi. Trời ơi ướt nhẹp rồi. Bỏ phải con chị đi đi. Còn chiếc đồng gói gì đi kìa. Bình 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 bình. Ây da. Bình 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 bình. Ây da. Ây da. Đồng gói gì đi kìa. Ây da. Làm quyền rồi. Trời ơi. Trời ơi, anh nói chạy đi em, chạy đi. Chạy đi, Tuấn ơi. Tuấn ơi, chỉ cần chạy cho hết giờ là được. Đâu, mang giày vô. Tôi bóp chị, tôi không đợi chị nha. Chạy đi, chạy đi. Rồi, rồi, mang giày vô. Tuấn ơi, Tuấn ơi. Chị đi sắp hết rồi đó, còn có 5 trái chân à. Trời ơi, trời ơi, không được. Trời ơi, bóp bóp vô kìa, sao đánh nhỏ vậy. Bóp bóp, nhảy qua bóp Tuấn kìa. Bóp chừng ra khỏi vòng rồi Tuấn. Đúng rồi. Chạy, chạy. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, chết rồi. Trời ơi, cắn luôn rồi. Ba, hai, một, hết giờ. Hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ. Hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ. Trời ơi. Trời ơi, Tú cắn em. Trời ơi. Chị cắn là chị hả? Chết rồi. Đến. Trời ơi, cắn luôn rồi. Càng nhiều càng tốt. Đi ra đếm cái ly ơi. Dạ ơi, đếm 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 dùm 2 ly vậy. Còn gì đâu mà đếm. Còn chứ. Còn chứ, 1 nè. 3 4 lấy chưa, lấy chưa. Ôi, con nào còn hai trái này. Mười, mười một. Rồi như vậy đội thắng là đội của Dương Lâm, Minh Tú. Yeah, yeah. Quá, quá hay Lâm ơi. Quá hay lắm rồi. Hết mình nha, hết mình. Hai, 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 hai. Đừng có làm hề, hết mình. Không có hề dưới đây hết. Không có hề dưới đây á. Thắng là vui nhất. Đúng. Rồi, xin mời cặp đôi tiếp theo đi ạ. Rồi. Tôi. Tôi. Thôi. Rồi, chơi. Rồi, vô. 3, 2, 1, bắt đầu. Xí đi, tôi thấy không công bằng. Chị giả tới gúng vậy sao chơi. Trời vậy em thương em nhường anh chị. Anh xin đùa coi. Trời ơi. Trời ơi, bỏ quạng xong ở nhà đi. La, bảo vệ chị Bún ra. La. Nhanh luôn, nhanh luôn, nhanh luôn. Dạ. Nhanh luôn. Bẻ tay. Quyết bảo vệ chị Bún. Dạ. Giật bà dạ xuống. Dạ, Bún bỏ cửa lên. Chị Bún, đúng rồi. Bỏ hai tay ra luôn chị Bún, đúng rồi. Bắt cái bụng đó chị Bún. Dạ ơi, tán vô mặt Bu luôn dạ.
Nắm đầu anh Giang đi. Anh Giang đi. Chụp cái giờ anh Giang. Rip fan mạnh mẽ lên. Rồi giật anh Giang đi. Cái tay em chụp. Trời ơi. Anh muốn chụp anh chụp xuống nhỏ rồi. Hay quá anh Giang ơi. Hay quá anh Giang ơi. Anh Giang ơi Ngại bóp đâu quá. Anh đã đi anh tụt quần ra được rồi. Anh ngại mà anh đạp vô người Buka. Anh ngại quá anh đạp vô người luôn. Con bể gì dạ. Trời ơi, hết ơi trời ơi, anh đi ơi. Buka ơi, tha cho anh đi mà, anh biết có gia đình rồi. Quá phiền quá. Dạ ơi, tha cho anh đi đi, để em thế vô. Để tôi kiểm tra coi còn cháy nào không. Dạ ơi. Lộn cái rồi. Quá anh Giang ơi giảm xuống cỏ. Rồi tao đạp vô vô nhược. Anh Giang. Trời ơi, đạp vô luôn ta. Con ngồi vậy đó. Ôi ngồi vậy. Trời ơi. Lộn trái rồi. Còn 30 giây. Còn 30 giây thôi nha. Anh Giang. Con ngồi vậy đó. Ngồi. Ba, hai, một, hết giờ. Trời ơi, quýnh luôn rồi. Trời ơi, Buka. Thôi mà, đừng quýnh đừng. Sao quýnh người ta? Trời ơi. Tại vì em bóp tôi. Rít không còn một trái nào luôn hả? Đó. Vậy mà kêu chơi vui thôi. Kêu vui thôi. Hay quá. Tụi em đếm chơi. Một. Một thôi hả chị? Hai. Mua rồi. Cẩn thận. Thấy chưa? Bảo vệ quá thôi. Hà Thiếu hết mình danh nha. Để còn dưới một. Năm. Ủa? Sao em quần chú luôn hả? Sáu. Bảy. Tám. 25. 26. 26. Lấy. Mười sáu. Hơn có 10 trái à. Không. Và như vậy là ở lượt chơi này Trường Giang và Lâm Vĩ Dạ thắng cuộc mang đến tỷ số 1-0. Yeah. Yeah. Giỏi quá, giỏi quá. Quá luôn á. Xuất sắc. Tức cái gì? Tức quá à. Tôi thấy em nương, em sợ em vậy nha. Em thấy chị Buka, em đã đè da cho rồi. Chơi mà chơi nương quá. Khoan Xí sợ mẹ già là sợ ai vậy? Khoan Xí sợ mẹ già là sợ ai vậy? Mẹ nào già? Hai mẹ già. Châu nói già vậy. Tôi là chưa bóp Buka đó, tôi bóp Buka là chắc sạch. Đúng rồi, ba chị đá và đạp cô thôi. Không đạp không quỷ Buka, mới gõ ghẹt. Làm sao bằng hồi nãy em đẩy chị Kali văng ra ngoài vòng tròn. Nhưng mà chị nói mấy đầu chị kêu là chơi vui thôi. Ừ.
mà cuối cùng chị đè đâu chị em? Người ủa chân em có vui không? Hai đứa mà đè một mình chị là vui hay không vui? Nhưng mà chị già nhớ là Buka đang đầu thai kỳ cũng phải nhẹ nhàng với người ta chứ. Đúng rồi. Chị đẻ ba con rồi. Khoan, là già của hai đứa con trai mà Lâm nữa ba. Ủa? Có ít chắc tính luôn anh Đạt á. Lượt cuối cùng xin mời mỗi đội cử ra hai cặp để thi đấu. Vậy vậy này, bây giờ còn một lượt cuối đúng không? Thì mấy cặp? Hai cặp luôn hả? Hai cặp, mỗi bên hai cặp. Wow, đó lên Minh Tú là Minh Tú với lại Lê Như Bảo Lâm lên. Trời ơi, có gì mà con Nhung thôi mà mất đồng đội chán ghê gì á. Ham ăn hấp uống. Nhung gì? Con Nhung với trứng đó. Rồi bên đó là bốn người. Vì miếng ăn mà bỏ rơi anh em. Đúng rồi. Bốn người này phải chơi lại thôi bởi vì họ chỉ còn có nhiêu đó thôi. Dạ. Rồi Tú lên thì có một cặp được nghỉ. Rồi chúng tôi là tôi mới chơi và Rick mới chơi và sức yếu của Rick thì không thể nào chơi được cái trò này nữa. Đúng. Nên là chỉ có mặt cọc cũng như là hả thuần luồng làng hề Lê Vũ Lâm làm thôi. Thân dài rồi đây. Đúng rồi. Không cầu cổ làng mẫu đâu mới chơi được trận này thôi. Rồi nếu vậy xin mời cặp của Dương Lâm Minh Tú và cặp của Hiếu thứ hai Nam Thư các bạn tiến vào. Rồi. Vô. Rồi. Đang đi chơi bóng à? Quân để bóng chơi. Trời ơi, nóng, nóng sao vậy? Ê, nóng sao vậy? Cái bóng bóng nóng sao vậy? Nóng. Anh Thoại gì mà ú a ú ớ vậy? Nhét rồi. Thật ra là trong cuộc sống này á, ai cũng có mục tiêu được phấn đấu. Và Lâm với già mục tiêu hiện tại là tiễn Hiếu thai một đoạn đường. Dạ, cơ hội đã đến rồi. 3 2 1 bắt đầu. Cố lên. Cố lên. Chiến thần phải là ai đâu? Chị sao? Nãy chân hiếp đầu tôi đúng không? Không hề. Kiếm qua 60 người nè. Sao vậy mấy anh? Sao? Anh làm đúng cái quay dây quần rồi kìa. Giống mấy bà trong thăm cái diện rồi ha. Giờ Hiếu. Anh Giang là thương Hiếu nhất cho nên Hiếu tấn công anh Giang đi. Ôi kỳ vậy. Đừng tấn công khác được. Tôi vui. Đẹp đúng rồi. Anh Tấn. Ôi trời ơi. Anh Tấn trứng kìa. Ủa cái bóng của mày. Cố lên. Chị giả kìa. Chạy đi anh. Heo. Đừng có chạy. Chạy vậy? Không có đúng lọc nào. Chạy chỉ được lại hả?
Để em trước. Một trái. Sáu. 20. 21. Ok. Hai gì biết sao không? 21. Tôi lấy bóng nhỏ tôi lên được nhiều. 1. 2. 3. Tôi cậu bể, tao đang tập trung. Rồi, 26 hết. 26. Sau 3 lượt chơi, xin chúc mừng đội của Dương Lâm, Chris Phan, Hiếu Thứ Hai, Nam Thư, Buka, Minh Tú đã giành thêm được 2 miếng dán hộp xoài. Yeah. Minh Tú đá thẳng vào mặt em một cái chí mạng. Đúng rồi, đá bằng hai chân. Minh Tú lên lỗi tôi. Rồi, Hiếu Thứ Hai đưa cái cù chỏ thẳng vô mắt em luôn. Trời ơi, đổi quân nữa chứ. Trời ơi, bóp bóng mà bóp lộn chỗ khác của em. Rồi, em chưa có chồng bây giờ thôi.
À, vậy thì em vui chứ sao? Với lại thêm một chuyện đó đặc biệt là chị Kali bị ảo tưởng. Chị hết bóng rồi mà chị nói tôi còn, tôi còn. Ừ. Sao mà làm sao? Rồi chị vũ ra không có, chị nhục chị tự ra khỏi vòng. Chị bị ảo tưởng. Bà hiểu thứ hai sao bẻ tay lội luôn. Thiếu bạo lực quá, thiếu nhẫn đầu em nữa. Nhưng mà tôi thấy cái người mà chơi hết mình và tội nhất là chị Nam Thư của tôi, nhìn chỉ như cái nùi dẻ vậy. Rồi, đúng rồi. Chị Kali đã xé rách áo tôi rồi. Ủa, có luôn hả? Trời ơi. Rồi, rồi, rồi. Chị có thù cá nhân đúng không? Trời ơi. Chị không hề xé áo em luôn á. Chị chứ ai? Là chị hết á. Hệ thống qua quay lại. Chị một cái nghe cái mẹt. À, giờ xin mời ba. Mà sao em chơi trò chơi mà giống như đánh ghen? Đúng rồi. Giờ hỏi câu cho chân thành là gia đình ok không? Ok. Yêu trước ngày cưới, 20 giờ thứ 6, thứ 7 hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí VION.